Mình phải cho các cậu ấy biết ai ở bên cậu mới được. Ôi, cậu thật dũng cảm. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kỳ nguy hiểm nào nhé. Ôi, cậu là vệ sĩ anh dũng của mình. Còn cậu là bảo bối của mình. Cậu ấy làm sao vậy? Trông cứ như bà của mình. Ôi, chú chim bé nhỏ của bà. Cháu gái yêu quý của bà. Bà, Taylor đâu rồi bà? Bà xin lỗi vì đã gọi con dậy. Dạ không sao. Ủa, chuyện gì vậy? Tất cả chú ý. Bà Foster, nữ hoàng của vùng Trumtania. Bà của Cindy đã tới. Hãy dọn đường cho bà nào. Oh wow, là thảm đỏ nè. Cảm ơn cháu. Xin chào mọi người nha. Đúng là người bà giàu có luôn xuất hiện một cách rực rỡ ha. Bà nhớ con quá. Ôm cái nào. Dạ vâng ạ. Cháu bà đúng là ngoan quá. Ồ, trong này nóng quá nhỉ. Ủa, bà bỏ hết tiền vào ví luôn hả? Cuộc gọi quan trọng đây. Wow, điện thoại của bà bằng vàng luôn kìa. Nói chuyện với cháu để bà nghe điện thoại nha. Được ạ. Xin lỗi con, bà hết tay rồi. Bà yêu con lắm. Bỏ tay ra khỏi con bé nhanh. À, cứu. Hay, sách vở chán thiệt. Thôi, mình nghỉ xíu mới được. Mình phải chơi nhạc để nạp năng lượng thôi. Cậu giúp mình nha. Ây vô, học hành thật là chán. Mình chỉ muốn hát hò bay lắc thôi. Xin đi, nhạt nhẽo gì kỳ vậy? Dừng lại ngay. Bà ơi, con vừa bắt đầu mà. Con là con gái mà, bà vứt nó đây. Hãy cứu lấy kẻ nghèo khổ này. Wow, bạn khiển DJ nè. Không, đó là của cháu mà. Wow, âm thanh này nghe hay thiệt. Mình phải chơi nhạc thật hay mới được. Được rồi, phải vứt cái này thôi. Cindy, đi với bà. Bà cho con xem âm nhạc thật sự là như thế nào. Nhưng con thích bàn điều khiển đó lắm ạ. Quên nó đi. Bà phải phát triển tài năng âm nhạc của con mới được. Trước tiên, con tập chơi đàn hạt đi. Cái này còn chán hơn cả bài tập về nhà nữa. Đây là loại nhạc cụ rất cao quý đó. Dạ được rồi, con sẽ thử. Tiếng kỳ lạ ghê. Mình chỉ là người bình thường, nhưng âm nhạc của mình sẽ bay cao mãi. Âm nhạc chính là ước mơ, rồi đám đông sẽ reo hò, khí âm nhạc vọng lên. Ồ, chàng trai này hát hay quá, cậu ấy là ai thế nhỉ? Mình không phải là 69, nhưng mình là duy nhất. Chỉ cần cậu lắng nghe âm nhạc của mình, xin hãy xếp hàng lại nào. Các cậu có thể ủng hộ âm nhạc của mình. Cảm ơn các cậu. Tiếng đàn hạt này làm mình buồn ngủ quá. Con ơi, để bà ngồi xuống đã. Sao con buồn quá vậy? Có chuyện gì hả? Bà ấy vứt máy chơi nhạc của con rồi bắt con chơi cái này. Nhưng mà tâm hồn của con dành cho âm nhạc đường phố rồi ạ. Đừng buồn nữa con yêu. Bà biết phải làm gì rồi. Nè, cầm lấy đi con. Để bà cho con thấy thế nào là âm nhạc thật sự nha. Wow, bắt tay thiệt. Trong mình có thể giàu có, nhưng mình muốn thay đổi. Bà ơi, tuyệt quá. Nhưng mà con muốn nhanh hơn nữa cơ. Một trái tim thuần khiết, âm nhạc này cứu rỗi linh hồn này. Mình chỉ muốn tự do, đến đây nào, theo mình nào. Đúng là bà nghèo, và có thể chịu được âm lượng như vậy nữa chứ. Hãy để âm nhạc của mình lan tỏa, hãy để mọi người cất tiếng. Sao mình có thể ở đây, giai điệu này không hề bình thường. Mình là Cindy, cậu sẽ say đắm mình ngay thôi. Bài văn này gần xong rồi, ôi, đói bụng quá. Mình muốn ăn gì đó ghê. Làm xong bài này rồi ăn vậy. Đây là chàng trai của cậu Taylor. Mình là tay chơi chuyên nghiệp. Cậu ấy chơi hay đó chứ. Cindy bé bóng của mình sẽ thích nhạc này cho coi. Mình ngồi hiên ngang trên ngai vàng, còn cậu nhảy múa theo tiếng hát của mình. Ủa gì vậy? Mình nghe thấy tiếng bụng của con bé Cindy kêu đây mà. Taxi ơi. À, ví của mình hết tiền rồi. Nhưng cháu mình sẽ không thể chịu đói được. Nè, chàng trai ơi. Dạ, có gì không ạ? Nhanh lên, giúp bà với. Chỉ đường cho cháu đi ạ. Cứ đi thẳng thôi, nhanh lên nào. Việc quan trọng nhất đối với bà là cháu phải ăn thật ngon. Vượt qua đi, mình phải nhanh lên mới được. Sao ở đây nhiều khách du lịch quá vậy? Mình phải chụp một tấm với tháp mới được. Bạn bè sẽ ghen tị cho coi. Ủa, tiếng gì vậy? Cindy đang đói hả? Người hầu đâu? Mang trực thăng tới đây, nhanh lên. Sẵn sàng rồi. Xin mời lên, thưa bà Foster. À, con bé đang cầm cái gì trên tay vậy? Ăn đi con. Bà ơi, đồ bà làm ăn ngon nhất luôn đó. Chào, Alice. Bà phải ngồi xuống mới được. Bà mang cho con bánh sườn bò vàng từ Paris nè. Cái này nguội rồi, bỏ đi con. Sao bà dám đấu lại tôi chứ? Gì hả? Cứ ăn đi con. Món bà nấu dở lắm luôn đó. Cứ ăn đi con. Đừng nghe lời bà ấy nói. Bà quá đáng lắm rồi đó.
Ồ, chẳng lẽ bà tốt hơn tôi sao? Hai bà đừng cãi nhau nữa mà. Người hầu đâu? Lại đây. Bỏ cái này vào lò cho nóng lại đi. Con cứ thoải mái, xin đi. Nhìn cái bánh đẹp chưa này? Thử đi con. Nhìn ngon thiệt. Thấy chưa, con bé thích lắm mà. Được thôi, là bà nói đó nha. Để xem ai mạnh hơn nào. Gì cơ? Được thôi, đây cũng sẵn sàng rồi. Thôi nào bà, dừng lại đi bà. Thật là chán quá đi. Ôi cái lưng của mình. Mình không còn nhanh nhẹn như trước nữa rồi. Đây không phải là slow motion đâu nha. Chỉ là tuổi già thôi. Ôi trời, cái gì cũng đắt đỏ thế này. Đương nhiên rồi. Nhanh nè. Chà, mình phải đeo răng vàng mới được. Thật đó hả? Ôi hàm răng của mình không chịu nổi cú sốc này mất. Mình phải để nó đúng chỗ mới được. Bà có thể đi đến chỗ chữa răng mà. Chà, không phải ai cũng giàu như bà đâu nha. Đừng có cười nhạo tôi. Xin lỗi nha, quên mất chưa cho bà xem cái gậy. Có đính đá kim cương đó nha. Nè, thấy chúng nó tỏa sáng lấp lánh chưa? Giống y như tôi vậy. Bà nói cây gậy đính kim cương hả? Đúng là biết khoe khoang ha. Wow, trong nhà này có nhiều đồ đắt tiền quá. Ồ, cậu là ai? Bà ơi, nếu cuộc sống của bà giàu như vậy thì bà cho cháu xin ít tiền đi ạ. Andrew, đến đây mau. Bà vừa gọi cho ai vậy? Có việc gì không, thưa bà Foster? Cậu này muốn xin ít tiền nè. Dạ, chờ con xíu. Đây, cầm lấy đi. Wow, tất cả là của cháu hả? Ờ, cậu vừa làm gì đó? Đáng ra cậu phải bảo vệ tôi. Sao lại đi làm từ thiện chứ? Đừng lo, Alice. Để mình. Mình có ý này. Tốt hơn là mình đưa mấy thứ này đi ha. Mình biết cách dùng nó như thế nào. Cẩn thận đấy, tên trộm kia. Đừng hòng trốn thoát khỏi tay ta. Mình có mục tiêu rồi. Ôi không, bà nhân từ với con đi mà. Hãy nhận lấy quả báo đi. À, bánh mềm quá vậy. Mình chưa bao giờ được ăn bánh ngon như vậy hết. Bà nấu ăn ngon thiệt. Cứ tự nhiên đi ha, đừng ngại. Cảm ơn, ăn ngon thiệt. Đồ ăn của bà là ngon nhất luôn đó. Bà ơi, con về rồi đây. Ôi, con về rồi đó hả? Nhìn chiếc quần con mới mua ở cửa hàng nè. Ủa, bị rách mà. Con mua làm gì? Đưa cho bà, để bà may lại cho. Đây là thời trang mà bà. Dạ được thôi, con sẽ chơi game vậy. Bà thật không hiểu thời trang gì luôn đó. Cái kim này nhỏ quá, sao không thấy gì hết vậy nè. Đúng rồi, đôi mắt của bà không còn tinh như trước nữa đâu. Bà đang làm gì vậy? Tôi đang may lại cái quần cho con bé Cindy. Bà nhìn nè. Để tôi thử xem nào. Nghi là bà không làm được lắm. Andrew, đến đây nào. À ha, mắt mình vẫn còn thấy đường. Nhưng mà tay run quá trời. Andrew ơi, đây, kính của bà đây ạ. Với cái này, bà có thể nhìn thấy mọi thứ luôn. Cảm ơn con nha. Đúng là người bà giàu có, không bao giờ gặp mấy vấn đề về mắt cả. Tôi nhìn thấy rõ rồi, đưa sợi chỉ đây nào. Bà đang làm gì đó? Tôi nhắm giỏi lắm. Đúng rồi, trúng ngay luôn. Sao có thể chứ? Bà ơi, đừng buồn nha. Bà muốn chơi với con không? Được thôi, bà giữ nút này nè. Wow, bà giỏi thiệt. Chuyện gì vậy trời? Bà thắng rồi nha. Chỉ vậy thôi hả? Bà có thể thành game thủ rồi nè. Ồ, Taylor nhắn tin cho mình nè. Wow, trong này nhiều bụi bẩn thiệt. Hachi, bà bị dị ứng rồi nè. Hachi, mũi bà cũng ngứa rồi. Lạ nhỉ, mình ổn mà. Mình phải kiểm tra coi căn phòng này có sạch sẽ không đã. Cindy, cái gì đây? Andrew, tới đây. Bà thấy cái lầu nhà ở đâu đây mà? Bà ơi, cháu giúp bà dọn dẹp sao nha. Cháu đang đến đây bà Foster. Ôi, mình cần cái đó. Andrew, lau ở đây nè cháu. Cái này bà tự làm được mà. Sao gọi cậu ấy làm gì? Ra khỏi đây nhanh, không thể hủy bụi được. Chỗ này nhiều bụi quá. Nhưng mà không sao, mình sẽ lau dọn sạch sẽ. Ồ, phải lau dưới ghế nữa. Ừ, không được hả? Đừng có làm quá lên như thế chứ. Nặng lắm bà ơi. Cháu không thể. Cháu phải nghỉ ngơi xíu đã. Ơ, tuổi trẻ mà sao yếu ớt vậy. Đưa bà cái lau nhà nào. Để bà tự lau cho rồi.
Wow, bà khỏe thiệt. Bà ơi, dạy cháu đi. Ok, để bà dạy cháu nha. Các bạn có thích video của tụi mình không nào? Vậy thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo đây nha. Hẹn gặp lại.